Cuộc sống của mẹ kế tàn ác tân dòng sông ly biệt Vương Lâm sau hai lần bị chồng ruồng bỏ. Xinh đẹp, tài giỏi và từng được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng ít ai biết mẹ kế tàn ác trong tân dòng sông ly biệt, Phương Lâm lại từng hai lần đổ vỡ hôn nhân, chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân. Nếu đã từng yêu thích bộ phim kinh điển tân dòng sông ly biệt cách đây 20 năm thì chắc hẳn khán giả sẽ không thể nào quên được nhân vật Vương Tuyết Cầm hay còn gọi là dì Tuyết do nữ diễn viên Vương Lâm đảm nhận mặc dù là vai phản diện độc ác nhưng vài gì tuyết đã để lại dấu ấn rất lớn trong lòng khán giả cũng như đối với bản thân nữ diễn viên Vương Lâm. Vương Lâm sinh năm 1970 tại Thượng Hải trong một gia đình có ba làm việc trong đội khảo sát địa chất mẹ làm việc tại căn cứ phóng tên lửa ở Tứ Xuyên. Ngay từ nhỏ Vương Lâm được dì ruột của mình nuôi dưỡng cho đến khi lên năm Vương Lâm mới lần đầu biết mặt bố mình thiếu thốn tình cảm của bố mẹ ngay từ nhỏ vương lâm không mấy thân thiết với bố mẹ của mình lớn lên bên cô ruột vương lâm đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ người cô người đã giải tiếng anh cho nữ diễn viên và giải cô trở thành một người phụ nữ tào nhã điềm đạm cũng như cách đối nhân xử thế ngay từ nhỏ vương lâm đã có niềm đam mê diễn xuất chính vì thế sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô theo học ở học viện sân khấu thượng hải và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với ngoại hình xinh đẹp, thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ, Phương Lâm được nhiều nam sinh theo đuổi. thậm chí lúc đó nam diễn viên Châu Kiệt đã điên cuồng theo đuổi Phương Lâm. Châu Kiệt từng chia sẻ rằng thời ấy ở trường rất nhiều người theo đuổi Phương Lâm. tuy nhiên cô bạn học xinh đẹp thường rất lạnh lùng và không may may tính tới chuyện yêu đương. chính vì Phương Lâm đẹp quá nên anh chỉ dám làm bạn mà không dám yêu. Trong suốt thời gian đi học, Phương Lâm đã có thành tích học tập xuất sắc và được cử đến Học viện Điện ảnh Nhà nước Moscow để du học trong 3 năm. Đến năm 23 tuổi, Phương Lâm trở về quê nhà. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng thành tích xuất sắc, Phương Lâm đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều đạo diễn cũng như nhà làm phim nổi tiếng. Lúc bấy giờ, tờ báo uy tín của Hoa ngữ, thời báo Nam Đô, từng dùng 8 chữ để miêu tả về nhan sắc của Phương Lâm. Trời sinh lễ chất, người sánh với hoa. Vào năm 1993 sau khi trở về Trung Quốc, Vương Lâm đã có mặt vào bộ phim truyền hình đầu tay Tỉnh Châu Giang, với nhân vật Trương Việt Mỹ, một cô gái thông minh, bản lĩnh, sông pha can trường, Vương Lâm đã khiến hàng triệu khán giả say mê. Tuy nhiên, đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Vương Lâm được một doanh nhân hơn 16 tuổi theo đuổi quyết liệt. Không lâu sau, Vương Lâm quyết định kết hôn với vị doanh nhân hơn tuổi và theo chồng đến Hồng Kông định cư. Kết hôn không lâu, Vương Lâm và ông xã doanh nhân ly hôn. Năm 2000, cô bắt đầu lại bằng những vài diễn phủ. Với tài năng diễn xuất của mình, Vương Lâm tiếp tục để lại dấu ấn trong lòng khán giả, đặc biệt với vài vương tuyết cầm hay còn gọi là dì tuyết trong tân dòng sông ly biệt. Thành công trong sự nghiệp, đổ vỡ hôn nhân một lần, Vương Lâm trở nên kín đáo hơn trong việc tình cảm. Đến năm 2005, cô hạ sinh cậu con trai đầu lòng với ông xã thứ hai là doanh nhân họ Lưu. Mãi đến năm 2011, Phương Lâm mới bất ngờ chia sẻ mình là mẹ đơn thân trong một chương trình talk show. Trước đó, nữ diễn viên đã bí mật ly hôn với người chồng thứ hai một thời gian. Nói về chồng cũ, nữ diễn viên họ Phương tiết lộ, thời gian đầu hôn nhân họ rất hạnh phúc, nhưng sau đó chồng cô sa đà vào tiệc tùng, bỏ bê gia đình. Tôi rất lo lắng con trai sẽ giống cha, chỉ mải mê chơi bời, đó cũng là lý do khiến tôi ly hôn ngôi sao tân dòng sông ly Biệt chia sẻ. Năm 2016, Phương Lâm chụp ảnh thân thiết với một người đàn ông lạ mặt, kèm theo dòng chữ HOM, để giấy lên tin đồn nữ diễn viên có mối quan hệ mới. Nhưng sau đó, Phương Lâm cũng không nhắc tới mối quan hệ mới này quá nhiều. Sau tân dòng sông ly biệt, cũng như hai lần đổ vỡ hôn nhân, Phương Lâm không mặt mà mấy với diễn xuất, cô chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện trong một số chương trình truyền hình. Cô dành nhiều thời gian bên con trai, Đến nay, con trai của Phương Lâm đã 17 tuổi, được mẹ nhận xét là hiểu chuyện, nhạy cảm và tinh tế. Ở tuổi 50, Phương Lâm ngày càng xinh đẹp. Sự trải nghiệm và thời gian không lấy đi vẻ quyến rũ của người phụ nữ này mà dường như làm cho cô càng trở nên xinh đẹp và gợi cảm hơn. Với người ngoài, cuộc sống và công việc của mẹ đơn thân hẳn rất mệt mỏi, với nhiều gánh nặng trên vai, nhưng với Phương Lâm lại trông rất hạnh phúc.